Dumas xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha Và mình là Phương, người sẽ đồng hành với các bạn trong suốt học cấp 3 này Có lẽ là trong tuần vừa qua thì các trường trên cả nước cũng đang tổ chức các kỳ thi thử để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới Và trong những ngày qua thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của mình cũng đã tổ chức thi thử tốt nghiệp cho các khối lớp 12 Và link để tải đề thi thử này mình cũng để ở phần bên dưới mô tả video, các bạn hãy tải về và làm nhé trong chương mục học đáp nhân tuần này, mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn giải một số bài toán trong cái đề thi này. Và buổi đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn giải một cái bài liên quan tới phần hình học Cụ thể dạng bài toán ở đây đó chính là khối cầu nội tiếp khối nón Và bài toán này cũng liên quan tới phần giới hạn của hàm số Nào trước khi bắt đầu vào nội dung chính của bài toán Thì nếu bạn vẫn còn đang theo dõi video này thì đừng tiếc để lại cho mình muốn like ngay nha Đồng thời nếu là lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình thì đừng quên bấm một nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại Umat TV. Bài toán có nội dung như sau: Cho khối nón có góc ở đỉnh của thiết diện qua trục là bằng 60 độ. Một khối cầu S1 nội tiếp trong khối nón. Khối cầu S2 tiếp xúc với đường sinh của nón và khối cầu S1. Khối cầu S3 tiếp xúc với đường sinh của nón và với khối cầu S2. Vân vân cứ như vậy cho tới khối cầu Sn tiếp xúc với đường sinh của nón và với khối cầu Sn-1. Gọi V1, V2 cho tới Vn lần lượt là thể tích của khối cầu S1, S2 cho tới Sn và V lớn là thể tích của khối nón. Tính giá trị của biểu thức T bằng lim của V1 cộng V2 cộng cho tới Vn tất cả chia cho V. Trong đó N sẽ tiến tới dương vô cùng. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái nhận xét nhỏ như sau. Do thiết diện đi qua trục thì có góc ở đỉnh là bằng 60 độ. Do vậy thiết diện này sẽ là một tam giác đều. Từ đây suy ra được tâm của khối cầu S1 nội tiếp bên trong khối nón thì trùng với trọng tâm của tam giác thiết diện. Tiếp theo là ta sẽ gọi cái đường cao của khối nón hay chính là đường cao của tam giác thiết diện sẽ có độ dài bằng là h. Và nhìn vào hình vẽ thì chúng ta dễ dàng thấy được rằng là cái bán kính của khối cầu F1 thì chính là bằng 1 phần 3 của đường cao thiết diện hay nó chính là bằng h trên 3. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tính bán kính của khối nón. Thì các bạn để ý thấy là bán kính của khối nón sẽ bằng là 1 phần 2 của cạnh của thiết diện. Như vậy chúng ta chỉ cần đi tính cạnh của thiết diện hay chính là cạnh của tam giác đều. Thì các bạn biết được rằng là đường cao của tam giác đều thì bằng là cạnh nhân với căn 3 trên 2. Mà ở đây đường cao bằng h rồi Do vậy lúc này chúng ta sẽ đi tính được cái cạnh của tam giác đều Thì chính là bằng là 2h trên căn 3 Như vậy từ đây suy ra được là bán kính của khối nón sẽ bằng là h trên căn 3 Lúc này chúng ta sẽ có được cái tỷ số V1 trên V Trong đó thể tích của khối cầu S1 thì sẽ bằng là 4 phần 3 pi nhân nr1 mũ 3 Trong đó nr1 ở đây sẽ bằng là h trên 3 Như vậy khối cầu V1 sẽ có thể tích là 4 phần 3 pi nhân cho h trên 3 tất cả mũ 3. Còn thể tích của khối nón thì sẽ bằng là 1 phần 3 h nhân cho pi nhân cho h trên căn 3 bình phương. Và lúc này chúng ta sẽ có cái tỷ số này là bằng 4 phần 9. Tiếp tục nhìn vào hình vẽ thì chúng ta sẽ đi tính được cái bán kính của khối cầu S2. Các bạn thấy được rằng là bán kính của khối cầu S2 của chúng ta thì chính là bằng là 1 phần 9 đường cao của thiết diện hay nó chính là bằng h trên 9. Và lúc này chúng ta tiếp tục lập tỷ số v2 trên v. Trong đó v2 của chúng ta sẽ bằng là 4 phần 3 pi nhân cho h trên 9 tất cả mũ 3. Còn thể tích của khối nón thì vẫn là bằng là 1 phần 3 h nhân pi nhân cho h trên căn 3 tất cả bình phương. Và tiếp tục rút gọn cái tỷ số này chúng ta sẽ có được kết quả là 4 phần 9 nhân 1 phần 27. Và tương tự như vậy, tiếp tục lập tỷ số V3 trên V thì chúng ta cũng sẽ có được cái tỷ số là 4 phần 9 nhân 1 phần 27 bình phương. Như vậy lúc này chúng ta sẽ có được cái công thức tổng quát đó là Vn trên V thì sẽ bằng là 4 phần 9 nhân 1 phần 27 mũ n trừ 1. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được giá trị của biểu thức P sẽ bằng là lim của V1 cộng cho V2 cộng cho tới Vn tất cả trên cho V thì chính là bằng lim của V1 trên V cộng cho V2 trên V cộng cho tới Vn trên V và chính là bằng 4 phần 9 nhân cho lim của 1 cộng cho 1 phần 27 cộng cho 1 phần 27 bình phương cộng cho tới 1 phần 27 mũ n chữ 1 thì các bạn để ý thấy rằng cái biểu thức ở trong giới hạn này nó chính là bằng là tổng của n cấp số nhân trong đó có công sai chính là 1 phần 27. Và đến đây thì các bạn cần phải học thuộc công thức tổng của n phần tử cấp số nhân. Trong đó có công sai là q Thì chúng ta sẽ có được cái công thức là sn sẽ bằng là 1 trừ q mũ n trên cho 1 trừ q. Các bạn buộc phải nhớ công thức này thì mới làm được bài tập nhé. Lúc này áp dụng vô bài toán thì biểu thức T lại tiếp tục bằng 4 phần 9 nhân lim của 1 trừ cho 1 phần 27 mũ n tất cả trên cho 1 trừ cho 1 phần 27 trong đó n tiến đến dương vô cùng và khi n tiến đến dương vô cùng thì 1 phần 27 mũ n sẽ tiến về 0 nha các bạn lúc này giá trị của biểu thức t sẽ bằng 4 phần 9 nhân cho 1 trên cho 1 trừ 1 phần 27 và kết quả sẽ được là 6 phần 13 như vậy theo mình thì bài toán này cũng không đến nỗi là quá khó cái hướng thực hiện ở đây đó chính là các bạn cần phải đi tìm cái công thức tổng quát của tỷ số VN trên V. Và cái thứ hai nữa là các bạn cần phải thuộc cái công thức tổng của N phần tử cấp số nhân. Có công sai là Q. Và cái cuối cùng nữa là các bạn cần phải biết cách đi tính giới hạn của một dãy số. Đó là tất cả những cái lý thuyết để các bạn có thể làm được cái bài toán này. Ok, như vậy thì mình kết thúc cái video bài giảng này tại đây. Nếu bạn thấy video này hay thì đừng tiếc để lại cho mình muốn like ngay nha. Đồng thời nếu lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình thì nhớ bấm nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại Youmart TV. Mến chào và chúc các bạn một ngày học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục hỏi đáp nhanh tiếp theo.